Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hướng đến đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tô Lâm và Trần Cẩm Tú, cuộc chiến vì sự nghiệp chính trị của Tô Lâm. Tại sao lại kể hai nhân vật này đi kèm với nhau? Bởi như nhiều người đã biết những cuộc gặp ngắn ngủi có sự xuất hiện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ sau biến cố bị bệnh dịp ghé thăm Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019. Dư luận luôn theo sát từng lần xuất hiện và từng lời nói cử chỉ của ông. Phát biểu tại cuộc họp Ban, chủ, ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ông Trọng đã chỉ ra rằng việc phòng chống tham nhũng cần phải chống ngay từ bên trong của hệ thống chống tham nhũng. Ý của ông Trọng nhằm tới cảnh cáo Tô Lâm và Trần Cẩm Tú. Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, người quyết định về việc khởi tố và bật và bắt bất cứ cứ ai và Trần Cẩm Tú, trưởng ban kiểm tra là người đưa ra kết luận về sai phạm của đảng viên Cộng sản mà chủ yếu ở đây là cán bộ cấp cao. Cặp đôi này chập với nhau thì mạnh hơn mọi bức tường thành và cho dù có đem tất cả các lý thuyết xây dựng đảng của Trọng ra đấu đều thất bại. Cho đến nay mọi vụ án lớn đều dừng lại không mở rộng gì thêm. Từ khi Trần Cẩm Tú lên chức bí thư trung ương đảng và trưởng ban kiểm tra, vấn đề ách tắc các kết luận càng ép hơn. Khi thân phụ của Trần Cẩm Tú qua đời Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành phố Sài Gòn và Tất Thành Cang, cựu phó bí thư Sài Gòn bị kỷ luật, đã tới thăm viếng và hầu hạ. Thủ Thiêm đã kết luận nhưng không một dòng nào nói đến quyền lợi của người dân. Những sai phạm của Lê Thanh Hải và Tất Thành Cang đã rất rõ nhưng vì sao hai ông kệ này vẫn vậy? Thậm chí Hải còn được mời đi phát biểu giao dạng đạo đức. Trần Cẩm Tú vốn xuất thân từ Kiểm Lâm Hà Tĩnh mà dân hay gọi là bọn lâm tặc có môn bài. Nay lên giữ chức vụ trưởng ban kiểm tra, Tú thể hiện đúng bản chất của một kẻ hèn nhát trong đấu tranh và tranh thủ vơ vét. Trần Cẩm Tú là người cực kỳ thân với Ngô Văn Khánh, Cựu phó tổng thanh tra chính phủ, kẻ cố tình dây dưa và không thanh tra vụ AVG cũng như vụ điện lực. Ngô Văn Khánh bị tố cáo và bị kiểm tra nhưng Tú sai Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên ban kiểm tra xuống thanh tra chính phủ, không làm việc với người tố cáo nhưng vẫn kết luận là Ngô Văn Khánh không có vấn đề gì. Khánh có đệ tử tên Thanh, được bố trí phục vụ hầu hạ cho nhóm Nguyễn Văn Nhân và Trần Cầm Tú. Cho đến giờ này, mọi kết luận đã rõ ràng với Hoàng Trung Hải ở dự án mở rộng gang thép Thái Nguyên nhưng Tú không kết luận. Hoàng Trung Hải có liên quan đến rất nhiều sai phạm ở 12 dự 12 đại án thất thoát hàng triệu tỷ nhưng không kết luận và Hải vẫn bình an vô sự. Chưa biết Trường có thể sẽ tiếp tục ở những vị trí cao hơn trong sơ đồ kế hoạch nhân sự của nhóm 3 X Nguyễn Tân Dũng. Tú là người rất sợ Tô Lâm nên mọi việc liên quan đến nhóm công an, Tú không bao giờ dám động tới. Đồng thời, Tú cũng tranh thủ nhóm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và hơn hết là tranh thủ kiếm tiền nên Tú không có hành động gì từ khi lên. Huỳnh Đức Thơ thân Đức Nam vẫn ngon, việc có một vài kết luận điều động đến những vị trí rất nhỏ và không ảnh hưởng đến bàn cờ chính trị Việt Nam và không có bất cứ các tác động nào thúc đẩy các sự vụ trong công cuộc phòng chống tham nhũng của Tổng Trọng. Qua đó càng thấy rõ Tổng Trọng vẫn chỉ là nhà lý luận mà thôi. Cùng kết hợp với Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thông dạ, thông qua kết luận nào và được sự yểm trợ của Đại tướng Tô Lâm thì không có vụ việc nào được công khai và đất nước thật an bình. Tại thời điểm này có thể khẳng định rất rõ về sự bảo kê của Trần Cẩm Tú đó là các vụ Hoàng Trung Hải, Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Ngô Văn Khánh và đương nhiên là không bao giờ động đến nhóm công an. Thêm chút nữa là tranh thủ bảo kê cho Huỳnh Đức Thơ và nhóm đi kèm để có tiền và lấy lòng 7 phút. Dân nóng lòng ông Trọng sốt ruột nhưng Tú vẫn vậy, ông Trọng bực quá thì lại tiếp tục bệnh thêm vào người mà thôi. Mở rộng sang phần của Tô Lâm thì càng thấy rõ tất cả các vụ án đều dừng lại và không triển khai thêm. Ở nhóm cấp cao nhất, những gì liên quan đến nhóm ngân hàng cũng như tái cấp vốn mà ngân hàng mua lại không đồng đã không có một động thái nào. Việc điều tra Bắc Hà kéo dài và không kết luận, nay Bắc Hà thì đã chết, lời khai đến trách nhiệm của Bình Duồi và 3X Nguyễn Tân Dũng đều dừng lại ở đó. Trong mối quan hệ với nhóm thân với nhóm ngân hàng. Hà Văn Thắm, chủ Ocean Bank còn khai ra mối quan hệ với Tô Lâm. Dịp trước khi Thắm bị bắt và Tô Lâm đi công du ngoại quốc, Thắm chuyển cho Tô Lâm vào tài khoản của Tô Lâm tại chi nhánh Ocean Bank Chùa Bộc một ngân khoản 1 triệu Mỹ Kim. Mở rộng vụ án đánh bạc của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa liên can đến phò mã Phạm Quang Nghị cũng dừng lại. Đồng Thái điều tra một cánh hậu của Phạm Trường Giang từ Hải Dương lên thay Đỗ Văn Hoành làm giám đốc công an Phú Thọ coi như hành động đóng án. Tòa đã xử và yêu cầu mở rộng vụ án để xác định thêm vai trò trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an nhưng coi đó là án chết tại đây. Việc phá tổng cục và điều động tùm lum trong nội bộ công an đã thực sự phát huy tác động. Tô Lâm điều ai đi đâu sẽ đảm bảo sự an toàn và cũng tranh thủ kiếm chắc. Điển hình như việc bổ nhiệm Lê Ngọc Châu làm giám đốc công an Hải Phòng. Châu là dân cơ động chỉ quen đấm đá, điều về phòng, điều về Hải Phòng đã dính ngay với tiền bạc và vụ All City liên can đến đánh bạc của dân tàu. Châu không có năng lực Tất cả lãnh đạo công an yêu cầu phải kỷ luật thật nặng, ít nhất là điều về lại vị trí cũ là phó tư lệnh K2. Riêng Tô Lâm quyết định bảo vệ Châu bằng việc điều sang làm giám đốc Hải Dương, đến nay vẫn chưa thấy công bố và chưa biết chừng. Châu vẫn tại vị. Tô Lâm định đưa Lê Việt Thắng võ giám đốc Bình Thuận lên làm giám đốc nhưng bí thư Bình Thuận phản đối vì Thắng là người của Tổng cục An ninh luân chuyển vào nhưng vẫn để xảy ra bạo loạn và không kiểm soát được nhưng vẫn được Tô Lâm ưu ái, phản đối ác quá, Tô Lâm đành chịu nhưng vẫn để lại làm phó giám đốc tỉnh Bình Thuận. Nếu không thì đã đưa lên làm giám đốc và trước đại hội có thể đưa về làm cục trưởng an ninh A01. Quay trở lại với các vụ án lớn khác thì thấy không chỉ liên quan đến Nguyễn Văn Bình không bị kỷ luật và khởi tố, vụ đánh bạc dừng lại và mở rộng điều tra vụ AVG cũng không tiến triển. Đã có nhiều tác giả phân tích sai phạm của Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn nhưng chưa thấy rõ vai trò chủ đạo của Tô Lâm. Ngoài việc có văn bản chỉ đạo để mobile phone mua AVG mà chính Tô Lâm gọi điện thúc bên bộ 4T và những cá nhân có thẩm quyền nhanh chóng phê duyệt dự án Trò đặt ra công ty ma giả bộ tình báo An Nam hỏi mua chính là cái trò mèo của mấy an ninh tình báo và Tô Lâm rất biết cách để thể hiện. Trong giai đoạn điều tra AVG, Tô Lâm đã xuống tận nơi để ép thanh tra về nội dung kết luận. Thậm chí đã rất căng thẳng khi Tô Lâm xua đám A83 và A87 điều tra việc lộ lọt thông tin về AVG cho Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Kết luận thanh tra dù được bảy phúc hỗ trợ những vấn đề nhưng vẫn được công bố và một loạt người như Tuấn Son bị vô tù chờ ngày xét xử nhưng việc bắt Phạm Nhật Vũ vô cùng gian nan và truy trách nhiệm của Tô Lâm đã không được nhắc đến cùng với đám quan chức ở các nơi khác như Lê Mạnh Hà, Bùi Quang Vinh, Nguyễn Văn Hiếu. Kết luận thanh tra chỉ rõ nhưng Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú không còn nhắc đến AVG nữa. Vụ này anh em nhà VinFast rất đau Phải trả lại toàn bộ số tiền cộng lãi Nhưng số tiền chia nhau của đám quan chức không thể lấy lại được Vì sao lại phải bán AVG lấy tiền tươi lúc đó Bởi sát đại hội 12 đám bà X Nguyễn Tiến Dũng Cần tiền chạy và việc huy động tiền tươi là rất cần thiết Mang tính thời điểm Tô Lâm cầm 1.000 tỷ Nguyễn Bắc Son cầm 600 tỷ, Trương Minh Tuấn cầm 400 tỷ và hai căn biệt thự ở bên Long Biên. Bùi Quang Vinh cầm 100 tỷ. Đám mobile phone như Lê Nam Trà và thuộc cấp đều ít nhiều có cầm nhưng không bạo như đám quan chức kia. Vì thế khi mua rồi và lỗ, Trương Minh Tuấn đã chỉ đạo mobile phone phải tung tiền bù lỗ nhằm tạo chứng cứ giả. Bộ là mua bán thành công và đem lại hiệu quả. Nhưng vụ này, bố con bà X Nguyễn Tân Dũng và Nguyễn Thành Phượng cầm bạo nhật, cầm bạo nhất và cầm khoảng 3.000 tỷ. Phạm Nhật Vũ và đám thuộc hạ bên AVG như một người tên trang còn nhận tiền chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân, rút ra mua lại đồ và gửi vào tài khoản cá nhân, sau đó chuyển bằng tiền mặt cho đám Son, Tuần, Lâm, Phượng. Tô Lâm sợ nhất việc Phạm Nhật Vũ khai lung tung và Lâm đang kiểm soát Vũ rất chặt. Ngoài ra, việc gắn kết của Tô Lâm với nhóm đại gia Đông Âu là rất chặt. Ai cũng biết việc Vingroup hay Sun Group lấy hàng ngàn hecta đất ở khắp mọi nơi đều không thông qua đấu giá mà giao với giá rẻ mạt chính là hình thức ăn cướp. Nếu không có sự giúp sức và bảo kê của Tô Lâm, đời nào đám này làm được. Nhưng dù là cướp như vậy, Vingroup vẫn cốc dư nợ là 300.000 tỷ xin kể thêm về việc Vingroup lấy đất ở Phú Quốc trong một lần sau trong một phần sau nhưng trước khi đóng lại phần nói về tô Lâm và Trần Cẩm tú anh em cán bộ hưu trí kết luận rằng thằng tú nó rất hỏng tô Lâm thì vô cùng tầm bậy nhưng còn đau hơn là tại sao dù bao nhiêu vụ việc liên đới tô Lâm như vậy mà tô Lâm vẫn được phòng hầm đại tướng không hiểu ông tổng trọng làm vậy để làm gì, phong đại tướng cho Tô Lâm một cử chỉ khẳng định là ông không ai có thể động tới được Tô Lâm và Tô Lâm sẽ có ngày chôn sống ông trọng. Như việc nhiều người cho rằng trung con được ông trọng ưu ái và có thể đe dọa ghế bộ trưởng Tô Lâm nên đã bảo đã vả cho trung con vỡ mặt trong vụ Nhật Cường Mobile. Cũng may có anh Bảy Phúc đỡ nên trung con vẫn chưa hề hấn gì. Tất cả các vụ dừng lại bởi hai nhân vật Tô Lâm và Trần Cẩm Tú, thêm phần hỗ trợ của Lê Minh Khái ở giai đoạn thanh tra. Đất nước ta thật thanh bình. Nhân đây xin gửi kèm nội dung chất vấn của cử tri, cử tri Sài Gòn ngày 21 tháng 6 năm 2019 nhân cuộc tiếp xúc cử tri về các vụ việc nổi cộm và trách nhiệm của Tô Lâm. Như đã loan tải trong kỳ trước, tài liệu về AVG được biết đến đầu năm 2016 và chuyển đến các cấp lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. Ngay từ giữa năm 2016, trong đó tài liệu thể hiện rõ nét về vai trò và trách nhiệm của Tô Lâm. Vụ án AVG hay nói đầy đủ hơn là vụ án mobile mua AVG có thực sự đang đến hồi kết thúc. Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 31 tháng 12 nhưng rất có thể sẽ tuyên án vào ngày 28 tháng 12 vì mọi sự đã an bài. Con mồi dự kiến bị thiêu sống đã bị trói sẵn trên dàn thiêu như Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn hay Lê Nam Trà, Phạm Đình Trọng. Giàn đồng ca khóc mướn cho Phạm Nhật Vũ đang đồng thanh kêu vang và tòa thậm chí sẵn sàng tuyên một án vô cùng lố bịch dành cho Phạm Nhật Vũ các bên tố tụng đã đạt được mục đích của mình đó là tổ chức được phiên tòa thành công với hình thức trói tội với những bị cáo trong số 14 bị cáo của phiên tòa, đồng thời khép lại thành công vụ án để không xảy ra điều tệ nào với những nhân vật khác chưa bị gọi tên trong cáo trạng. Dân chúng sẽ tiếp tục nguyền rủa những Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và không hề biết sự thật của vụ án là như thế nào. Dù có kêu cựu thủ tướng bà X Nguyễn Tân Dũng thì mọi sự cũng sẽ bị quên đi trong thời gian ngắn tới đây bởi mấu chốt của mọi vấn đề nằm ở hai từ mặt và Tô Lâm. Đương kim Bộ trưởng Tô Lâm có vai trò gì trong vụ án này? Vai trò trong việc tổ chức thực hiện dự án mobile phone mua AVG và vai trò trong quá trình thanh tra việc vụ việc cũng như quá trình điều tra truy tố và xét xử vụ án này. Đầu năm 2016, ngay tại thời điểm diễn ra đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Công an Hà Nội nhận được tập hồ sơ của một người từ trung tâm Mobile Phone 2, người được cho là đã hiểu và tiếp cận khá đầy đủ về toàn bộ vụ việc Mobile Phone mua AVG, nhưng anh này sau đó đã bị Nguyễn Bắc Son xử và không còn ở lại trong Mobile Phone. Các thông tin đã được nêu khá tỉ mỉ trong suốt hơn 2 năm qua và trong 56 trang cáo trạng, cũng như những diễn biến tại phiên tòa. Đó mới chỉ là một phần của vụ việc và mà không phải là bản chất của vụ án. Một chi tiết đáng chú ý là đã có luật sư kêu tòa cho sự kín vì điều vì nhiều tài liệu chưa được giải mật. Cựu phó tổng giám đốc mobile Phone Phan Thị Mai Hoa và Nguyễn Mạnh Hùng thừa tại tòa là mọi sự sai phạm với họ đến từ cái gọi là mật. Các hồ sơ bị đóng dấu mật và ra tòa. Nhiều tài liệu không được giải mật nên bức tranh tổng thể chưa được hoàn thiện và phiên tòa chỉ là một phần phiến diện mà thôi. Xin bạch hóa các tài liệu này giúp bạn các bạn có thể có được những thông tin đa chiều để nhìn nhận vụ án đúng với bản chất. Ngày 15 tháng 10 năm 2014, Phạm Nhật Vũ gửi công văn số 517 trên ABG CV cho Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trong đó có nói là có công ty 8206 của Hồng Kông đã đặt cọc 10 triệu Mỹ kim để mua AVG với giá 700 triệu Mỹ kim. Điều này đã được Phạm Nhật Vũ khẳng định một lần nữa trong công văn gửi Mobile Phone đòi nốt 5% số tiền còn lại trong hợp đồng mua AVG. Người đại diện của AVG là ông Nguyễn Cúc Chiến số thẻ căn cước công dân số 001073008351 đã nhận tiền và xin ý kiến của Phạm Nhật Vũ để chuyển về Việt Nam. Trong văn thư số 517 trên AVG CV này thì Phạm Nhật Vũ xin được chào bán AVG cho công ty 8206 đồng thời khẳng định là sẽ ký kết hợp đồng vào ngày 15 tháng 11 năm 2014. Ngày 6 tháng 11 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ký công văn số 200 trên Bộ Thông tin Truyền thông VP gửi Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm xin ý kiến về việc hướng dẫn chào bán cổ phần của công ty AVG. Ngày 8 tháng 12 năm 2014, Thứ trưởng Tô Lâm ký văn bản số 4352 trên BCA A81 phúc đáp công văn số 200 trên Bộ Thông tin Truyền thông VP và cho biết là không cho bán cổ phần cho nước ngoài mà chỉ bán ở trong nước. Và trong văn thư này thì Thứ trưởng Tô Lâm nói rằng con số 700 triệu Mỹ Kim là quá cao. Tổng thể văn thư số 4352 trên BCA A81 của Bộ Công an do Thứ trưởng Tô Lâm ký và văn thư số 200 trên BTTTT VP do Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký thì không có một dòng nào phủ nhận hay khẳng định thông tin đặt cọc 10 triệu Mỹ Kim của công ty 8206 Hồng Kông là thật hay giả. Dạ. Nó có thể coi là việc Phạm Nhật Vũ báo cáo có giao dịch với 8206 là có thật. Trong 56 trang cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hạch tội các bị cáo thì nói rằng thông tin này là không có, không chính xác và cái tội các bị cáo là không kiểm tra dẫn đến những sai phạm sau đó nhưng không có một dòng nào nói đến trách nhiệm của Công an Tô Lâm Bản chất của Bộ Thông tin và Truyền thông hỏi Bộ Công an thì trách nhiệm trả lời và xác minh thuộc về Bộ Công an và tướng Tô Lâm phải chịu trách nhiệm nhưng không hề được nhắc đến. Để bảo đảm không có thông tin nào dò dỉ ra ngoài ngày 5 tháng 3 năm 2015, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký thông tư văn thư số 44 trên BT TTT QNL JN gửi Tô Lâm và yêu cầu Bộ Công an đưa giao dịch này vào danh mục bí mật. Tướng Tô Lâm ký văn bản số 418 trên BCA TCAN ngày 9 tháng 3 năm 2015 và đã đưa các giao dịch này vào dạng mật và đó là một trong những lý do để phục vụ việc mua bán trái pháp luật này không bị phát giác. Văn bản số 418 trên BCA TCAN này vi phạm quyết định số 961 trên QĐ BCA A11 ngày 28 tháng ngày 22 tháng 8 năm 2006 quy định về các danh mục bảo mật. Ngày 18 tháng 12 năm 2015, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký văn thư số 235 trên BTTTT QNLZN gửi Bộ Công an về nội dung giá. Ngày 21 tháng 12 năm 2015, Tô Lâm ký văn thư số 2889 trên BCA A61 trả lời có hai nội dung về giá mua và hiệu quả kinh doanh. Về giá mua được tướng Tô Lâm xác định là rẻ hơn so với phần thẩm định của các đơn vị thẩm định, chức năng thẩm định giá và phương án kinh doanh thuộc về các bộ tài chính và kế hoạch đầu tư chứ không phải của Bộ Công an có chức năng thẩm tra thẩm định vấn đề an ninh thì trả lời về giá và hiệu quả kinh doanh. Trong khuôn khổ bài viết này xin được bạch hóa các tài liệu liên quan đến các văn thư của tướng Tô Lâm để rộng đường dư luận. Những vi phạm mà các bị cáo bị truy tố đều do tướng Công an Tô Lâm đưa ra nhưng các bị cáo thì đi tù và tướng Tô Lâm đứng ngoài vòng pháp luật. Căn cứ theo nội dung cáo trạng truy tố các bị cáo ra tòa và nội dung văn thư mà tướng Tô Lâm ký thì ông ấy phải là người bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc không có dòng nào nhắc đến vai trò trách nhiệm của tướng Tô Lâm, Bộ Công an trong khi trói tội các bị cáo khác đang đặt ra câu hỏi vì sao lại có chuyện này, vì sao Nguyễn Bắc Sơn bị buộc phải chết. Ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trưởng ban phòng chống tham nhũng Trung ương Nguyễn Phú Trọng có biết chuyện này và ông trọng đang tính toán điều gì hay ông đang bị Tô Lâm khống chế? Việt Nam đang vận hành xã hội theo pháp luật theo ý riêng của ông trọng. Ông tha ai, ông xử ai hay ông thực sự không có vùng cấm? Thực sự vì một xã hội pháp trị, phiên tòa phải bị dừng lại và điều tra lại, mở rộng sang tất cả các đối tượng liên quan nhưng bộ trưởng công an Tô Lâm phải bị điều tra. Bằng mọi cách Tô Lâm ngăn chặn quá trình thanh tra. Để tồn tại Tô Lâm không chỉ ngăn chặn quá trình thanh tra làm ảnh hưởng tới mình mà còn bằng mọi cách trong đó không từ bỏ thủ đoạn nào như việc tiêu diệt đồng bọn như là một việc làm lấy công trục tội. Về việc làm thứ nhất là ngăn chặn thanh tra, Tô Lâm cùng với Phạm Nhật Vũ o bế và mua chuộc đoàn thanh tra, trong đó có trưởng đoàn Lê Quang Tiệp và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh. Trong quá trình thanh tra, Tổng cục Phó An ninh Trần Đăng Yến ký văn bản mật báo cáo Bộ trưởng Tô Lâm. Về quá trình thanh tra thì chỉ vài ngày sau đó Phạm Nhật Vũ đã có văn bản này. Theo đề nghị của Ngô Văn Khánh, văn bản số 121 TTCP V1 ký vào ngày 9 tháng 6 năm 2017, Tô Lâm cử một tổ công tác về thanh tra chính phủ để điều tra việc lộ tài liệu thanh tra. Tô Lâm chỉ đạo A83 và A87 điều tra bằng được không giới hạn thời gian việc ai cấp tin cho lãnh đạo. Thậm chí, nếu không cho Ngô Văn Khánh nghỉ và thay tổng thanh tra chính phủ, Phan Văn Sáu bằng Lê Minh Khải thì không thể không qua kết luận thanh tra. Tuy nhiên, khi chuyển hồ sơ từ thanh tra sang công an thì Tô Lâm giao cho đệ tử thân thiết là Nguyễn Duy Ngọc, cục trưởng C46 trực tiếp phụ trách điều tra. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Duy Ngọc chủ trương truy tố nhóm chóc bu bộ 4T và mobile phone, chứ không động đến Phạm Nhật Vũ. Sức ép lớn nên cuối cùng Phạm Nhật Vũ cũng bị bắt. Trong suốt quá trình giam giữ Phạm Nhật Vũ, Tô Lâm theo dõi đặc biệt Vũ để vu không để Vũ không thể nói ra những điều gì mà Tô Lâm không muốn. Thiệt tình thì Phạm Nhật Vũ chả hợp tác gì với cơ quan điều tra đâu, nhưng điều tra viên đã tìm thấy dấu vân tay của Vũ trên những tờ tiền ở nhà Trương Minh Tuấn. Đó là bằng chứng không thể chối cãi được. Cùng với hình ảnh camera an ninh tại khu khách sạn Grand Plaza khi Vũ cầm tiền đưa cho Lê Nam Trà hình ảnh đưa tiền bằng xe tải tới nhà Nguyễn Bắc Son. Trong vụ này, Vũ đã mất tiền cho Tô Lâm khi chia chác tiền trong số hơn 8.000 tỷ cướp được từ mobile phone. Nhưng quá trình thanh tra và điều tra gia đình họ Phạm cũng tốn tương đối. Và đó là lý do tại sao mà cô vợ Tây của Phạm Nhật Vũ nói rằng gia đình lỗ hơn 1.000 tỷ. Sự thú nhận nằm ở chỗ Tô Lâm lấy công trục tội như thế nào? Thời điểm căng thẳng của AVG đến sau khi vụ Trịnh Xuân Thanh bị bung vào giữa năm 2016 khi vụ biển xanh của Thanh bung bét Thanh thì đủ nhạy cảm để biết mức độ nguy hiểm tới sinh mạng của mình nên đã tính bài chuồn. Thời điểm đó Đinh La Thăng vẫn đương chức Ủy viên Bộ Chính trị và là cánh hầu của Nguyễn Tân Dũng. Tất nhiên, Tô Lâm đã tạo điều kiện để Thanh bỏ trốn. Nhưng bản tính của Thanh loe đã giết chết Thanh. Nếu như Thanh âm thầm lần đi một nhẽ Thanh lên mạng chửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm cho ông Trọng nổi cáu và đó là lúc Tô Lâm biết cách làm hài lòng ông Trọng bằng việc bắt Trịnh Xuân Thanh tại Đức đem về Việt Nam. Tô Lâm bất chấp tất cả không cần quan tâm đến hệ quả của việc vi phạm pháp luật Cộng hòa Liên bang Đức và các nước châu Âu, không cần quan tâm đến hệ quả quan hệ quốc tế. Tô Lâm đã tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại thủ đô của nước Đức và đưa sang Nga bằng máy bay của chính phủ Slovakia có một chi tiết cực kỳ thú vị đó là vì sao chính phủ slovakia không làm căng vụ này một lãnh đạo của chính phủ slovakia đã bị an ninh việt nam ghi băng khống chế việc chơi gái lúc thăm việt nam từ nhiều năm trước việc tóm được trịnh xuân thanh về nước thỏa mãn được yêu cầu của tổng bí thư có thể ảnh hưởng tới đinh la thăng cũng chấp nhận được miễn sao tô lâm an toàn cũng là lúc thả trả thù riêng đinh la thăng trong vụ thăng đá Tô Dũng em của Tô Lâm ra khỏi dự án hầm phước tượng. Thêm một chú ý khác đó là trong cơn bão AVG có nguy cơ ảnh hưởng tới vị trí đương nhiệm Tô Lâm sẵn sàng hành động triệt tiêu các mỏng móng nguy cơ nổi loạn. Vì hiện tại trong số các ủy viên trung ương quy hoạch vị trí Bộ trưởng Công an thì có Trần Quốc Tỏ và Nguyễn Đức Trung. Sau khi ông Trần Đại Quang qua đời thì ông Tỏ cũng liệt theo chỉ còn có một mình Nguyễn Đức Trung nằm trong quy hoạch. Trung con tỏ ra hơi vội vàng khi nghĩ mình có thể thay thế ngay lập tức Tô Lâm và đương nhiên nhảy vào bộ chính trị. Không có gì khác hơn là loại bỏ Trung con để tránh tai họa. Đồng thời, Trung con cũng có một người nổi bật. Nếu phanh phui Trung con vì làm lợi ích nhóm tùm lum sẽ làm cho vai trò uy tín chính trị của tô lâm nổi bật rõ nét và cũng là cơ hội đưa người của mình vào thay thế dễ bề bảo ban. trong vấn đề nội bộ ngành công an nếu theo mô hình tổ chức cũ các tổng cục phó trở lên đều do thủ trưởng ký bổ nhiệm và tô lâm không dễ chỉ đạo toàn diện nhưng này việc phá bỏ hệ thống tổng cục Tô Lâm chỉ đạo tuyệt đối với tất cả các cục nghiệp vụ và công an địa phương nên có thể can thiệp tuyệt đối đến ngành công an. Nhưng rất đáng lo ngại là ông Trọng nghe Tô Lâm tuyệt đối. Tô Lâm kéo ông Trọng vào tham gia Đảng ủy Công an Trung ương, nghe có vẻ như ông có thể ngồi và can thiệp được các vụ án, nhưng ông Trọng đã nhầm, bởi ông không thể đủ trình độ tinh quái Nhiệm vụ công an và ông ngồi đó Còn là sự bảo kê cho Tô Lâm Ông Trọng nghe theo Tô Lâm Bất chấp luật pháp và điều lệ của đảng Cầm quyền quy định về chức năng Nhiệm vụ của cấp tổng cục Phó cấp tổng cục Bất chấp phải điều chỉnh Các quy định của luật và điều lệ Của đảng Dù ai cũng biết Tô Lâm là đệ tử Trung thành và là người giữ đền Cho nhà 3X Nguyễn Tân Dũng Ông Trọng vẫn tin dung Tô Lâm không ngần ngại công khai hình ảnh gần gũi ông trọng, đó là bức ảnh Tô Lâm chụp cùng với ông trọng, ông Dương Đức Quảng và một chàng nhà báo trẻ không rõ lai lịch và bức ảnh bốn người đi lễ gồm Tô Lâm, ông trọng, Hoàng Trung Hải và Nguyễn Đức Trung. Người đời gọi bức ảnh đó là Hải trọng Lâm Trung, có lẽ điều đó là thật. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi